Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào đại gia đình chúng ta đến với kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị cùng mọi người đang xem video hàng ngày của kênh Nhà Đất Sài Gòn. Rất cảm ơn tất cả mọi người luôn đồng hành và ủng hộ kênh Nhà Đất Sài Gòn trong suốt thời gian qua. Và mong rằng là mọi người ủng hộ kênh Nhà Đất Sài Gòn trong thời gian tới. Để đến với buổi đẹp trời hôm nay thì Trung sẽ gửi đến cho cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta, cùng với nhà đầu tư, một căn nhà vườn nghỉ dưỡng, đúng chất nhà vườn nghỉ dưỡng luôn mọi người. Đó, mọi người có thấy không? Một căn nhà vườn cộng với lại gọi là vườn cây ao cá. Cái này đúng chất là vườn cây ao cá nghỉ dưỡng, nằm tại xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thì khu vườn này thì cái giáp tranh với lại Bình Chánh ha, gần chợ Bình Chánh, cách chợ Bình Chánh tầm khoảng 5 km, cách chợ Bình Điền cũng giống như cầu vượt Nguyễn Văn Linh tầm khoảng 8 km thôi. Thì ra hướng trung tâm quận 1, quận 3, quận 5 thì rơi vào đâu đó tầm khoảng hơn 20 km nha mọi người. Thì căn nhà này là vùng ven của thành phố, chúng ta mua về là hoàn toàn nghỉ dưỡng theo đúng phong cách là tuổi già, an nhàn, hoặc là những người mà có muốn mua cho mình một cái nơi mà làm tích lũy, mà làm tài sản để dành, thì hãy cân nhắc và xem hết cái video này để xem cái khung giá nó có phù hợp với mình đầu tư hay không. Thì cái khung giá đất này là rộng lên đến 45m bề ngang và chiều sâu là hơn 70m. Tổng diện tích của khuôn đất này là 3.500m², có bao gồm là 2.500m² đất thổ cư rồi nha mọi người. Còn 1.000m² còn lại là đất ao ha. Thì cái khuôn đất nó khá rộng, khá đẹp, và khu dân cư thì khu dân cư hiện hữu, full thổ cư luôn rồi đó mọi người. Gần như là 2.500m là full thổ cư rồi. Thì cái này thì giá chào bán cũng rất là hấp dẫn. Thì mời quý khách hàng cùng với nhà đầu tư, cùng tất cả mọi người xem hết cái video này để bình luận, cũng giống như đánh giá xem cái chất lượng sản phẩm hôm nay mà Trung mang lại, xem có phù hợp với đại gia đình mình đầu tư hay không. Hoặc là muốn quan tâm, muốn đi xem căn nhà này thì hãy liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình nhé. Trung sẽ dẫn mọi người đi xem thực tế và trải nghiệm vùng ven của Sài Gòn. Rồi xin mời cả nhà cùng xem video và nhớ đăng ký, cho những người mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký cho Trung một đăng ký, một bình luận và một chia sẻ nha mọi người. Cái khung đất này là 3.500m², thì có nguyên một cái khu nhà ngói nè, đúng chất vùng quê, đúng nhà mang cái phong cách là nhà vườn ha, làm biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng thì phải nói là quá tuyệt vời luôn, quá đẳng cấp luôn ha cô chú chị. Đó, phía trước thì có một cái ao, một cái ao này rất là lớn và cá ở dưới này cũng rất là nhiều luôn, rất là nhiều cá. Bề ngang là tới 45m ha, 45m, và chiều sâu là hơn 70m, tổng là 3.500m nha mọi người. Có tới 2.500m² đất thổ cư. Thì khu này thì rất là nhiều những cây cối lớn, cũng giống như là gia chủ trồng những cây gỗ xưa này ha. Cây gỗ xưa này là chủ trồng cũng hơn 10 năm tuổi rồi. Xung quanh khuôn viên khu vực sân vườn thì chủ đã trồng một cái khu gỗ ha, gỗ này là gọi là gỗ xưa đó cả nhà. Gỗ xưa là một cái dòng gỗ là đắt đỏ và quý hiếm. Trước cửa khuôn viên khu vực sân vườn ha. Wow, cái ao cá đẹp ha. Mọi người đang xem video hôm nay thì nhớ cho Trung một đăng ký, một bình luận nha, một chia sẻ nha, để mình có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp gửi đến cho cô chú anh chị cùng đại gia đình mình xem nè. Đó, khu nhà vườn này thì nằm tại xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, giáp ranh với đường tỉnh lộ 835B rồi đường Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh ha, gần sát bên luôn đó cả nhà. Ở dưới có vườn rau đắng nè. Thì chúng ta sẽ kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn sẽ đi vào bên trong để cùng quay hết khung nhà vườn này cho cô chú anh chị cùng quý khách hàng xem ha. Đó, khu này thì hiện tại thì về đây mà nó giáp ranh với lại vùng ven của Sài Gòn, về đây chúng ta đầu tư nghỉ dưỡng thì phải nó quá tuyệt vời luôn. Đó, một cái khung đất là nó tuyệt vời lắm. Xung quanh có ao vườn phía trước ha, một cái cảnh cực kỳ bình yên. Ai mà muốn cuộc sống mà an nhàn, cuộc sống mà hưởng thụ tuổi già,
hoặc là làm một cái chốn mà một cái nơi mà chữa lành cho gia đình thì hãy xem hết cái video này ha. Ở vườn đó thì gia chủ trồng rất là nhiều những cây gỗ xưa nè, có một vườn gỗ xưa luôn. Gỗ xưa này gỗ xưa lớn rồi mọi người, có tuổi đời cũng khá cao rồi, hơn 10 năm tuổi rồi, ở trong cũng đã có lỗi ha. Đó, thì những cái thảm đây nè, đây có một căn nhà ngói ha. Nhà ngói này là nhà ngói cổ xưa rồi mọi người, từ xưa rồi. Bên đây là thuộc huyện xã Long Trạch, huyện Cần Đước ha. Đó thì chúng sẽ review hết qua một lần xung quanh khu vực sân vườn trước cho mọi người cùng xem. Khi mà mọi người xem hết cái khung cảnh sân vườn này mà cảm thấy phù hợp, ưng ý thì chúng sẽ dẫn đại gia đình chúng ta đi xem ha, cứ alo trực tiếp. Đó, nguyên vườn đây, cây gỗ xưa luôn. À, đây là cái khung cảnh khu vực trong nhà ha. Nói chung mời mọi người cùng đi theo chân nhà đất Sài Gòn và nhà đẹp Sài Gòn đi vào bên trong để cùng khám phá toàn bộ cái không gian của căn nhà này ha. Từ bên trong chúng ta có thể là nhìn ra bên ngoài nè, một cái khung cảnh khá là bình yên luôn. Đây là căn nhà mái ngói cũng khá xưa luôn nè. Mát lắm cả nhà. Rồi đây, mời mọi người di chuyển vào bên trong căn nhà để cùng khám phá ha. Đây là mang cái phong cách đúng chất nhà cổ luôn đó cả nhà. À, một, có tuổi đời của căn nhà này cũng khá lâu rồi ha. Mà trước đây mà có một căn nhà như thế này là cũng thuộc top đại gia của khu vực này ha. Là khu vực phòng khách, không gian phòng khách, phòng thờ. Đây là khu vực đằng sau của căn nhà. Đằng sau của căn nhà thì gia chủ chế thêm một phòng ngủ bên này làm bằng kiến ha. Ở bên đây cũng có một cái giường. Ở giữa này thì có một bộ bàn ghế để nghỉ nè, để tiếp khách ở khu giữa nhà. Chủ căn nhà này là chủ xây cũng khá lâu rồi. Bên trên này thì khu vực phía sau này thì làm cột là cột kèo bằng bê tông giả gỗ. Đây có một phòng mà. Đây là khu vực nhà sau. Và toàn bộ không gian của căn nhà này, khu vực này rộng lên đến 2.500 m² ha. 2.500 m². À 3.500 m² chứ, 3.500 m² mà có 2.500 m² thổ cư rồi nha cả nhà. 2.500 m² và toàn bộ cái không gian khu ở nhà vườn có toàn bộ những gỗ xưa hết, chiều sâu ra tới đây, sâu ra đây là tới 70 m ha. Đây là toàn bộ các khu vực sân vườn phía sau nhà ha. Đây, sân vườn phía sau nhà rộng tới đây, phía sau nhà cũng có một cái ao nữa. Cái ao này thì cá ở dưới cũng rất là nhiều, cá tự nhiên
ao nuôi mà cá tự nhiên. Tại vì tự nhiên là chủ không có thả, à, tự nhiên nó vô con nào thì sao con đó ha. Vườn thì rất là nhiều những cây trái ha. Chỉ đủ chín như thế này luôn là không ai ăn. Về đây nhiều quá ăn gì hết. Nhiều cây dừa, rồi chuối ha. Toàn bộ cái khuôn viên khu vực sân vườn mà chung sẽ quay qua hết cho mọi người cùng xem, cùng biết ha. Đây có những cái bắp chuối. Chuối này mà làm gỏi gà. Ai mê nhà vườn thì về với đội em ha. Nhà vườn thì về đây tha hồ luôn. Đó. Tha hồ cây ăn trái ha. Đó. Xoài, toa, táo rồi mít, ổi đủ thứ hết. Có cây táo à. Toàn bộ các khuôn viên khu vực sân vườn á, rất là thoáng mát luôn, sạch đẹp. Khu giữa này có một cái ở ngoài này có một cái căn nhà mát á. Tất nhiên là những cái gỗ xưa này mọi người. Tổng khuôn viên này là rộng lên đến 3.500 m² ha, 3.500 m² một căn biệt thự nhà vườn, một căn nhà vườn nghỉ dưỡng ha, nằm tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, giáp ranh với lại Bình Chánh, cách chợ Bình Chánh tầm khoảng 5 km và cách chợ Bình Điền á tầm khoảng 8 km ha, và cách bến xe miền Tây cũng đâu đó khoảng hơn 10 km thôi. Toàn bộ vườn cây mà vườn đu đủ ha, vườn gỗ xưa chủ trồng cũng hơn 10 năm rồi. Đây là thích nhất là những cái khuôn đất nó rộng ha. Mình đi đâu mình quay mình cũng rất thích là những cái khuôn đất mà nó rộng rãi như thế này để mà chúng ta đi lại nó thoải mái, rồi trồng trọt nó chăn nuôi nó được tự do. Vườn là chủ trồng quá thì đủ chín đầy. Chín mà không ai ăn ha, phía sau cái ao. Đó. Tổng khuôn viên này là 45 m bề ngang và chiều sâu là hơn 70 m, tổng là 3.500 m² như cô chú chị, 3.500 m². Đây có cây kế cây siri. Thế rất là đẹp luôn á. Thank you.
chất hàng sạch trong vườn. Quá trời, đã luôn. 3.500 m2 xoài. Đây là khu dân cư thuộc xã Long Trạch, huyện Cần Đức, tỉnh Long An nha cô chú anh chị. Đó, đây ra hướng tỉnh lộ 835B về hướng Bình Chánh, rất là gần, gần chợ Bình Chánh ha. Đó, đây là có những dãy căn nhà bán rất đẹp nè. Thì trong khu này là rất là nhiều những căn nhà vườn ha, rất là nhiều những căn nhà vườn nghỉ dưỡng. Thì hôm nay cái căn nhà mà Trung gửi đến cho cô chú anh chị vào là cái căn nhà hay này ha. Hiện tại thì đường này vào là nó sát bên thôi. Xe hơi chúng ta chưa đi được, nhưng mà vài bữa nó bên cái khu bên này á, thì họ đang làm một cái khu nhà xưởng rộng và họ chừa đường đây, đây cái ranh giới đường họ làm vào phía đây rồi. Đó, đây là thẳng cái trục này ra ha, đây là cái ranh giới đường là họ đã cắm mốc rồi và chuẩn bị làm cái đường này rộng ra, thì xe hơi chúng ta sẽ vào thoải mái. Hiện tại bây giờ xe hơi thì vẫn vào được bình thường các quý vị, nhưng mà mình vào thì nó hơi cực, với nhà chủ cũng chưa có xe hơi. Đây hiện tại thì công trình họ đang làm và đã ép cọc rồi nha. Đó, sắp tới họ sẽ chừa vào. Như thế thì cái cung đường vào của cái khu vườn này hôm nay là khá đẹp luôn đó mọi người. Nằm gần ủy ban dân xã Long Trạch luôn nha. Đó, đây là khung đất của nhà chúng ta, tính từ đây luôn ha. Đó, tính từ đây luôn, đi theo cái đường này, tại vì vùng quê mà nên nó như hiện tại nó như thế này. Đó, đây là cái khung đất đó, nguyên cái khu vườn này là của nhà chúng ta ha. Đó, khu nhà vườn này rất là đẹp luôn, nếu mà địa lý và vị trí ha. Đó, có những cây xưa nè, cây gỗ xưa mọi người. Nói chung sẽ quay toàn cảnh hết các khuôn viên khu vực này cho cô chú anh chị mình cùng xem ha. Nói chung hiện tại thì xe hơi vào thoải mái luôn á, nhưng mà mọi người nếu mà muốn vào xe hơi thì mình phải tự bỏ đất của mình hiến cái phần đất là lộ giới ha, để mình bỏ vô rồi xe hơi vào trong nhà mình là bình thường. Đó, đây là cái khuôn viên đường vào. Tại nhà người ta ở vùng quê, người ta không có nhu cầu á, thế là người ta sẽ không có ấy ha, không có làm. Đó, chỉ là cái khung cảnh ở đây mọi người thấy nó rất là thơ mộng và rất đẹp. Vườn cây ao cá là đúng bài luôn đó cả nhà. Như vậy là Trung mới quay qua cho cô chú anh chị cùng đại gia đình ta xem qua một căn nhà vườn ha, nhà vườn nghỉ dưỡng nằm tại xã Long Khê, huyện Cần Đức, giáp ranh với lại Bình Chánh ha, giáp ranh với gần chợ Bình Chánh, gần bến xe quận 8 chúng ta, cả nhà, gần chợ Bình Điền. Chợ Bình Điền này cách chợ Bình Điền tầm khoảng 5 km, 8 km, mà cách chợ Bình Chánh tầm khoảng 5 km ha, cách về hướng bến xe miền Tây tầm khoảng hơn 10 km, cách trung tâm quận nhất, quận 3, quận 5 thì tầm khoảng đâu đó hơn 20 cây thôi nha cô chú anh chị. Tổng cái khuôn viên đất này là 45 m về ngang và chiều sâu là tới hơn 70 m, 3.500 m2, có tới 2.500 m2 đất thổ cư rồi. Giá chủ nhà đang chào bán toàn bộ các khuôn viên khu vực này là full thổ cư như thế này luôn á, thì giá đang chào bán chỉ có 16 tỷ, còn được thương lượng gặp trực tiếp chủ nhà để chúng ta làm việc về một cái mức giá. Anh chủ nhà cũng đang rất là cần tiền bán nên mới gửi kênh Nhà Đất Sài Gòn mình review bán cho anh cái căn nhà này nha. Thực sự là căn nhà này là cũng phải nói là một căn nhà tâm huyết của gia đình, sống rất là nhiều năm, nhiều đời ở cái khu đất khu vực này. Anh bán đi thì cũng thật sự là tiếc, nhưng mà vì lý do là thời buổi kinh tế thị trường nên cũng chấp nhận cuộc chơi. Anh đành chấp nhận chia tay cái tài sản của căn nhà mà anh đang có với giá là 16 tỷ đồng. Cô chú anh chị, các bạn cùng mọi người quan tâm tới sản phẩm của căn nhà đó, cái căn nhà vườn này mà chúng mới quay qua,
thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình. Chúng sẽ tư vấn rõ ràng hơn, cũng giống như là dẫn đại gia đình chúng ta đi xem thực tế để trải nghiệm, xem là có phù hợp với lại công năng sử dụng, phù hợp với giá trị mình đầu tư hay không. Và Nhà Đất Sài Gòn rất mong rằng luôn đồng hành và được sự tin tưởng ủng hộ của tất cả mọi người. Vì thế nên Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn, mình rất mong là mọi người xem video hãy cho chung một bình luận, một chia sẻ, một động viên. Đừng có bình luận mà tiêu cực quá nha mọi người. Chung đi quay cũng cực khổ lắm. Thứ là nó không có cô chú anh chị nhiều, cô chú anh chị vào là comment, bình luận, chửi bới này nọ, thì mình thấy nó cũng phản cảm quá. Mà những cái lời mà này nọ thì gần như là những cái mà tiêu cực thì sẽ bị YouTube nó xóa ha. Thứ là mọi người cũng không nên bình luận chi cho nó tiêu cực như vậy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và tất cả mọi người. Hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.